Bà Harris lộ điểm yếu, bất ngờ tháng 10 khuấy đảo đường đua tổng thống, ông Trump trúng số. Khi chỉ chưa đầy một tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump và bà Kamala Harris vẫn đang bám đuổi sát sao trên các bảng xếp hạng. Trong khi đó, kinh nghiệm làm công tố viên của bà Kamala Harris giờ đây lại trở thành gót chân asin trong cách tiếp cận báo giới, khiến ứng viên Đảng Dân Chủ gặp khó khăn trong cuộc tranh cử Tổng thống. Giới quan sát và lưỡng đảng đều đang kỳ vọng những bất ngờ tháng 10 sẽ giúp hai ứng cử viên tạo nên cách biệt đáng kể trong kỳ bỏ phiếu. Theo kết quả khảo sát toàn quốc công bố ngày 5 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris giành được 50% tỷ lệ ủng hộ trong nhóm cử tri có nhiều khả năng sẽ đi bỏ phiếu. Trong khi đó, đối với ông Donald Trump chỉ là 48%. Bà Harris hiện vẫn đang dẫn trước ông Trump, nhưng khoảng cách 2 điểm phần trăm vẫn chỉ nằm trong phạm vi sai số cho phép. Trong cuộc thăm dò được thực hiện vào 2 tuần trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump cũng thua đối thủ Hillary Clinton 3 điểm phần trăm. Song kết quả bỏ phiếu năm đó đã đưa cựu Tổng thống tới thẳng phòng bầu dục. Nhiều nhà quan sát nhận định, cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay đã chạm tới nút chết khi không có ứng cử viên nào tạo ra được ấn tượng đủ mạnh đối với cử tri, đủ để bỏ xa người còn lại trên các bảng thăm dò dư luận. Chiến thắng có lẽ sẽ được quyết định với một cách biệt nhỏ nhất. Mỗi cử tri mới quyết định tham gia, mỗi cử tri còn do dự bị thuyết phục đều có thể giúp cho một đấu thủ tung cú đấm hạ đo ván đối phương. Trong bối cảnh ấy, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của những bất ngờ tháng 10 đối với chính trường Mỹ. Thuật ngữ bất ngờ tháng 10 đã xuất hiện trong từ điển chính trị Mỹ gần nửa thế kỷ trở lại đây. Chỉ khi những cuộc khủng hoảng hoặc bê bối có khả năng tạo nên những bước ngoặt mới trên chặng đường cuối cùng của đường đua tranh cử. Năm 2024 là một năm biến động với nền chính trị Mỹ. Cuộc chiến ở Gaza đang có nguy cơ lan rộng khi lực lượng Israel tăng tốc giao tranh với lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban và Iran đã phóng hàng trăm tên lửa vào Israel vào đầu tháng 10. Trong khi đó, xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa thấy hồi kết sau hơn 2 năm giao tranh khi cả Moscow và Kiev không tìm thấy tiếng nói chung trong các thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm nguồn viện trợ từ Mỹ và phương Tây trong chuyến thăm Washington hồi cuối tháng 9, bất chấp những lời cảnh báo hạt nhân cứng rắn từ phía Điện Kremlin có thể đẩy xung đột tiếp tục leo thang. Hai cuộc chiến này đang gây ảnh hưởng đến cục diện bầu cử tại Mỹ, buộc chính quyền ông Biden và bà Harris phải thận trọng trong mỗi quyết định chính sách nếu không muốn đối thủ Donald Trump chiếm được lợi thế. Trong khi cơn bão xung đột từ bên ngoài biên giới chưa kịp suy yếu, thì vào cuối tháng 9, cơn bão Helene đã xé toạc hai bang chiến trường Georgia và Bắc Carolina. Do khu vực này đang nhận được nhiều sự chú ý trong cuộc đua năm nay, một thảm họa nhân đạo khiến hơn 130 người thiệt mạng cũng nghiễm nhiên trở thành một vấn đề chính trị lớn. Phó Tổng thống Kamala Harris đã cam kết viện trợ dài hạn cho người dân địa phương khi dừng chân tại Georgia vào đầu tuần này và đã đến thăm những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão ở phía Bắc Carolina vào cuối tuần trước. Cùng thời điểm, ông Trump cũng gặp Thống đốc Georgia Brian Kemp để thảo luận về những nỗ lực phục hồi sau cơn bão Helene, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp sau 4 năm nhằm hòa giải mối bất hòa công khai giữa họ. Sau thất bại hồi năm 2020, cựu Tổng thống đã gọi điện cho ông Kemp, hối thúc ông thuyết phục các nhà lập pháp địa phương đảo ngược chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại bang này. Tuy nhiên, Thống đốc Georgia đã thẳng thừng từ chối. Nếu ông Trump có thể bắt tay với người đứng đầu bang Georgia, thì đó là một mối nguy lớn đối với bà Harris. Nhiều nhà quan sát nhận định, ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris có vẻ như muốn nẫng tay trên của đối thủ Trump tại hai tiểu bang này, nhưng mục tiêu này có vẻ tương đối khó thực hiện. Chiến thắng tại Georgia và Bắc Carolina sẽ đem đến 32 phiếu đại cử tri cho bất kỳ ứng viên nào giành được chúng. Đối với ông Trump và Đảng Cộng Hòa, Georgia và Bắc Carolina về cơ bản đều là các tiểu bang phải thắng. Song, các cuộc thăm dò vẫn cho thấy hai ứng viên đang ngang tài ngang sức. Đây là một sự thay đổi lớn so với thời điểm đầu tháng 7 khi ông Trump thường được đánh giá cao hơn người kế nhiệm Biden trong các cuộc thăm dò khu vực. Trong lần xuất hiện ở Georgia, cựu Tổng thống tuyên bố rằng người Mỹ đang mất tiền cứu trợ khẩn cấp vì chính quyền đương nhiệm đã dành số tiền này cho dân di cư. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lượng người nhập cư không có giấy tờ tại biên giới Mỹ và Mexico đang tiếp tục gia tăng trở lại. Trên thực tế, hai chương trình riêng biệt có ngân sách và Đảng Dân Chủ cũng lên tiếng cáo buộc Đảng Cộng Hòa đã phát tán những lời nói dối trắng trợn về vấn đề này. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump vẫn có thể có tác động phần nào tới niềm tin của cử tri. Trong bối cảnh thiệt hại sau bão vẫn chưa được hoàn toàn xử lý,
Bất kỳ sự bất mãn nào của cử tri với nỗ lực phục hồi của chính phủ đều có khả năng ảnh hưởng đến kết quả ở hai trong số những tiểu bang đang thu hút nhiều sự quan tâm nhất của cả nước. Hy vọng về bất kỳ lệnh ngừng bắn nào ở Gaza hay cơ hội diễn ra hội nghị hòa bình có sự tham gia của Nga và Ukraine trước ngày bầu cử dường như đã bị dập tắt hoàn toàn. Hiện tại, Nhà Trắng đang nỗ lực kiềm chế hết mức có thể để khả năng leo thang xung đột cả hai mặt trận này có thể xảy ra. Việc chính quyền ông Biden và bà Harris tiếp tục cung cấp vũ khí cho Israel có thể nhận được phản ứng không mấy tích cực từ nhóm cử tri Mỹ gốc Ả Rập và cử tri trẻ quan tâm đến vấn đề này. Không ai muốn làn sóng phản chiến xuất hiện bên ngoài các địa điểm bỏ phiếu trong tháng 11 như cách chúng đã lan rộng trong các khuôn viên Đại học Mỹ hồi tháng 4. Ngoài ra, xung đột ở Trung Đông cũng làm gia tăng lo ngại về vấn đề tài chính. Việc ông Biden cập nhật đến khả năng Israel sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Iran đã khiến giá dầu Mỹ tăng hơn 5% vào ngày 5 tháng 10. Một đòn tấn công vào kinh tế có khả năng sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến kết quả bầu cử. Nhìn chung, các cuộc thăm dò dư luận tiếp tục cho thấy kinh tế thu hút được nhiều sự quan tâm từ cử tri Mỹ, trong khi kinh tế vẫn được coi là lợi thế của ông Trump. Bà Harris và Đảng Dân Chủ vừa nhận tin tốt vào tuần trước khi số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1%. Cuộc khảo sát mới nhất tại các tiểu bang dao động cũng chỉ ra rằng hai ứng viên lưỡng đảng đang giữ vị trí ngang nhau trên bảng xếp hạng trong việc xử lý lạm phát. Tuy nhiên, một chuyên gia nghiên cứu về chính trị Mỹ cho biết, mối quan tâm của cử tri về nền kinh tế không chỉ dừng lại ở số liệu trên bảng thống kê. Dù những con số trên bảng thống kê cho thấy nền kinh tế chung đang tăng trưởng đều, vẫn có những khu vực bị tụt lại phía sau. Khi cử tri phàn nàn về vấn đề kinh tế, họ thực chất đang phàn nàn về những thất bại dài hơn ở những khu vực như vậy. Những cộng đồng phi công nghiệp hóa ở nông thôn, đó là nút thắt khó tháo gỡ đối với bất kỳ ứng cử viên nào. Gót chân Arsin của bà Harris. Trong cuộc phỏng vấn một mình đầu tiên trên sóng truyền hình với đài MSNBC hôm 25 tháng 9, câu hỏi đầu tiên dành cho bà Kamala Harris là một tình huống giả định. Bà sẽ nói gì với những người Mỹ cảm thấy đường lối kinh tế của bà không đem lại lợi ích gì cho họ? Bà Harris vừa nói vừa lắc đầu, sau đó dừng lại và mỉm cười. Nếu họ làm việc chăm chỉ, nếu họ có hoài bão và ước mơ, tôi tin rằng họ có những thứ đó, thì họ nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi rất yêu mến và cảm thấy tràn đầy năng lượng khi nghĩ về tinh thần và phẩm chất của nước Mỹ. Trong hành trình trở thành đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống, bà Harris đã chứng minh bản thân là một nhà hùng biện cừ khôi và cũng là một nhà vận động tranh cử không biết mệt. Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn đơn lẻ với giới truyền thông từ lâu bị xem là điểm cần cải thiện trong những lá bài chính trị của bà Harris. Bà Harris có xu hướng trả lời các câu hỏi khi được phỏng vấn trên truyền hình một cách chậm rãi, sử dụng nhiều biệt ngữ và lặp lại một số cụm từ được chuẩn bị sẵn. Lối trả lời trên của bà Harris đã bị ví von như Mary Quiz, món bánh tráng miệng được chế biến bằng cách đánh tơi lòng tráng trứng lên cùng một số nguyên liệu khác, ngụ ý rằng những câu trả lời của bà Harris đôi khi có phần lộn xộn và không chắc chắn, tựa như kết cấu của chiếc bánh này. Trong vai trò là ứng viên tranh cử Tổng thống, bà Harris đã tránh phần lớn các cuộc phỏng vấn đơn lẻ. Phó Tổng thống chủ yếu tập trung vào các cuộc meeting và hoạt động trên mạng xã hội để tiếp cận cử tri, tránh xa rủi ro từ những buổi phỏng vấn truyền hình. Tuy nhiên, sự né tránh này cũng phản ánh nỗi lo hữu hình của bà Harris khi phải ngồi đối diện với một phóng viên phỏng vấn trên sóng truyền hình. Với nền tảng là một công tố viên và là thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, bà Harris được đào tạo để đặt câu hỏi hóc búa trong các cuộc trao đổi khó nhằn. Do đó, Phó Tổng thống ít có kinh nghiệm hơn ở vị trí của người trả lời. Điều đó mở ra một điểm sơ hở để các đối thủ khác của bà khai thác. Họ cho rằng việc Harris né tránh các cuộc phỏng vấn cho thấy bà đang che giấu điều gì đó. Giới truyền thông Mỹ cũng chỉ ra rằng một ứng cử viên tranh cử tổng thống nên sẵn sàng trả lời những câu hỏi đến từ các nhà báo trung lập xoay quanh kế hoạch tái thiết đất nước. Những phóng viên và công tố viên quen bà Harris trong nhiều năm nói rằng phó tổng thống vẫn luôn lịch sự nhưng thận trọng trước giới truyền thông, ngay cả trong môi trường thân mật. Bà Harris có thể rất tập trung và nhạy bén, bà ấy cũng rất dí dỏm và hay giao tiếp bằng mắt. Bà ấy chuẩn bị kỹ và hiểu sâu về các vấn đề, bà ấy giỏi trả lời các câu hỏi và cũng rất xuất sắc trong việc né tránh các câu hỏi. Bà Harris nhận thức sâu sắc về hậu quả từ những phát ngôn lỡ lời trong quá khứ. Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình của NBC vào năm 2021, bà Harris đã chật vật trả lời khi được hỏi về khủng hoảng nhập cư ở biên giới phía Nam. Sự kiện này được cho là đã ảnh hưởng đến sự tự tin của bà Harris trong việc trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Trong 12 tháng sau đó, bà đã né tránh các cuộc phỏng vấn đơn lẻ và trở nên lo lắng rằng bản thân sẽ lỡ lời, gây ảnh hưởng tiêu cực đến Nhà Trắng. Những ngày này, khi trả lời phỏng vấn,
Câu trả lời đầu tiên của bà Harris thường không được mạch lạc. Tương tự nhiều chính trị gia khác, bà có xu hướng trả lời câu hỏi mà bà hướng tới chứ không phải là câu hỏi nhận được từ người phỏng vấn. Mặc dù có ý tưởng rõ ràng, bà Harris đang có xu hướng sử dụng những từ ngữ không rõ nghĩa để trả lời. Trong cuộc phỏng vấn với MSNBC, khi được hỏi về cách cải thiện khủng hoảng giá nhà ở, bà đã sử dụng từ toàn diện tới 3 lần trong một câu. Bà Harris có thể là một diễn giả xuất sắc khi phát biểu trước đám đông hoặc khi có một mục tiêu để nhắm vào như khi đối đầu với ông Trump trong màn tranh luận. Tuy nhiên, khi được phỏng vấn trên truyền hình lại là một chuyện khác. Căn nguyên của nỗi sợ mà bà Harris đang phải đối mặt với giới báo chí có lẽ xuất phát từ quá khứ là công tố viên của bà. Điều này lý giải cho điểm bất lợi của bà Harris trong chiến dịch tranh cử tổng thống, đặc biệt là trước một đối thủ có lối tiếp cận báo giới một cách mạnh mẽ như ông Donald Trump. Liz Cheney really is a leader who puts country above.